Rồi chào anh em. Tăng ca đã được 2 tháng rồi, nay có dịp quay cho anh em cái clip dài. Rồi đi lăng mới gửi từ Lâm Đồng xuống để sơn dọn nguyên con. Đây. Xe thì không có chạy được nữa rồi. Đó, ảnh để lâu lắm mà nó không có chạy. Đặc biệt là còn có cái cầu dao ở đây nữa chứ. Cầu dao phải không nay CB mày? CB cầu dao CB. Này chắc anh này làm điện cao thế hay sao, anh quất cái cầu dao bự chà bá lửa luôn. Mình mới thấy lần đầu luôn. Đó. Rồi. Mặt kiến này thì đổ hộp luôn rồi, rạn nứt rồi, kim gãy luôn. Đèn thì vàng khè hết rồi. Đó. Vàng thì vàng khè hết rồi, bụi nè. Mới lấy kho ra. Thì ảnh có coi clip bên mình xong ảnh gửi mình sơn dọn nguyên chiếc. Về zin lại cho ảnh hết toàn bộ. Làm zin lại máy móc luôn. Đó, đĩa lòng xanh lòng đỏ thay hết cho ảnh. Thay hết dàn chó luôn. Đây, đây còn phiếu mới gửi xuống luôn. Đà Lạt gửi xuống. Đó, mình xin phép che thông tin. Ok. Bây giờ mình dỡ cốp lên. Kích cha, dướng CB. Rút CB, rút CB. Mở luôn. Gắt thiệt. Gì? Mở luôn. Mở gì sấy CB bự quá sợ điện giật, để cho thợ chuyên điện người ta rút. Trời ơi, hai cọng dây điện. Hai cọng dây này chắc dây cũng như dây điện cao thế, dây nhà nước quá. Rút lên. Rồi ơi. Ghê chưa? Đó. Xe dọn lại full là nhận là cỡ này không á. Bình không có cái bình đây luôn. Ghê thiệt. Không có bình luôn. Rồi ở trong thì đó, anh em thấy không, xì nhớt rồi câu điện rồi lung tung hết rồi. Đó, nói chung là xe tình trạng nó quá cũ rồi, thì bên mình sẽ giờ sẽ mở ra. Xong rồi tiến hành phục hồi lại hết toàn bộ. Rồi đương nhiên, đó. Xe này chắc phải hẹn ảnh trước Tết, giao trước Tết rồi. Chứ tuần, hai tuần là không nổi rồi. Rồi, ké luôn cái đi lăng. Ủa, cái BS. BS cũng từ anh em, người anh em nào đó ở Đà Lạt, à, Lâm Đồng. Lâm Đồng gửi xuống. Không phải gửi xuống mà ảnh mua xe ở đây, xong rồi ảnh kêu mình dọn lại mới hết cho ảnh. Đó, sơn sườn bắn cát máy rồi xi ốc lại các thứ rồi thay đèn đuốc rồi nói chung làm lại hết. Rồi mới gửi nguyên con về Đà Lạt cho ảnh. Đó, rồi ok, tiếp theo. Đây, 350 bỏ lại để dọn lên full đồ chơi luôn nha anh em. Full đồ chơi luôn. Đó, giờ hiện tại là xe zin thì giờ lên full đồ chơi. Rồi. Luôn chiếc 3 GTS bỏ lại sơn dọn nguyên con đó, mà ảnh bỏ đây xong rồi ảnh đi đâu rồi gọi ảnh chưa được nữa, cũng chưa biết ảnh tính làm gì. Nói chung là sơn dọn lại nguyên con cho ảnh rồi. Thì đó, bên mình là tay ga lớn rồi ga nhỏ rồi Vespa gì cũng bào hết anh em. Rồi ok, rồi thêm chiếc đi lăng luôn. Chiếc đi lăng này là ảnh có ảnh dọn được hơn năm mà ảnh không có vừa ý. Ảnh dọn ở đâu không biết, không phải là bên mình. Rồi bây giờ ảnh không vừa ý thì ảnh coi ảnh kêu mình là giờ nhận xe về đi, rồi cái nào cần làm thì làm hết cho ảnh. Đó, nói chung là mấy khách này thì đa số là mấy anh em dễ chịu đó, giao xe là làm hết mới hết đó, không có hỏi gì thêm hết đó, thì làm hết rồi ok. Rồi thêm cái SH bỏ lại sơn dọn bảo trì. Thì xe này hồi trước là bên mình sơn dọn thì cũng được 4 năm. Đó. Thì bây giờ sơn dọn lại cho ảnh cái nữa. Đó, làm cho mới là cái nào mới chưa cần làm thì làm. Đó, anh em thấy không? Nước sơn 4 năm. Đó. Phơi nắng phơi mưa nha anh em, 4 năm rồi. Vậy thôi chứ. Đó, yên bọc 4 năm luôn, ốc 4 năm còn sáng giới. Rồi, anh em thấy không? Đó, xi sơn dọn đó, mặt kính đồng hồ này nọ, sơn dọn 4 năm, bữa lọt trước cũng làm bill full. Rồi ảnh khuyến mãi mình thêm hai trái dừa về uống cho nó thanh mát, thanh lọc cơ thể. Rồi ok, tiếp theo à đây, SH350 mình mới lên full hết đồ chơi toàn bộ. Đó, mua xe bên mình lên full đồ chơi luôn, anh này thì ở gần mình thôi.
thì ngày mai để làm clip gửi clip chi tiết sau đó. Rồi vô đây Alac Alac của em trai nào đó quăng qua cũng sơn dọn hết nguyên chiếc luôn. Alac Thái sơn dọn xe kỷ niệm luôn đó, đang rã ra một cặp đôi SH thì đang ráp. Hai xe này là gửi về Nghệ An lận đó, hai xe này là gửi về Nghệ An, hai anh em chung chiến tuyến đó. Rồi sơn dọn cặp luôn, gửi chung cặp luôn. Rồi ở đây thì SH Việt Nam mới sơn dọn xong đó, màu đỏ độc quyền của bên mình. Rồi mời anh em đi một vòng quanh cái xe để tham khảo. Rồi đó, mới sơn dọn xong nha anh em. Ok con dê luôn, ok con dê bà bảy dê luôn đó. Rồi thì từng chiếc thì mình sẽ gửi tới từng chiếc thì mình sẽ gửi tới anh em chi tiết sau. Rồi trước mắt là vậy đi. Rồi bây giờ vô rã mấy chiếc xe đó, rồi mình quay tiếp. Ok anh em. Rồi thì cái em led này thì tình trạng anh em cũng thấy rồi. Thì em này em hỏi mình một câu là bây giờ cái xe em là xe Thái như vậy, thì em bán em đổi xe Việt Nam, hay là em bán em đổi xe Việt Nam đời mới, hay là em dọn lại? Thì mình thì ý của ba em đó, thì của ba của em đó thì kêu là dọn lại chạy đi, rồi muốn làm gì làm đó. Còn ý của mình thì mình cũng tư vấn thật luôn. Rồi nếu mà anh em nào mà đang sở hữu chiếc Everest Thái 110 Thái đó, thì anh em nếu mà so với SH Việt Nam thì mình nói thật không bằng đâu anh em. Hoặc so với Everest Việt Nam đời mới giờ, thì những cái Everest đó nó chỉ hơn ở cái công nghệ, hơn ở cái công nghệ nè, hơn ở cái gia tốc, chứ nếu mà gọi là trâu bò bền bỉ đó và chạy ngoài đường mà mang cái giá trị cao quá anh em, thì nó không có bằng Alac Thái. Không phải là mình nhận cái xe ở đây mình đang sơn dọn mình nói đó, nhiều anh em có thể đi Alac Việt mình vẫn sơn dọn bình thường, nhưng mà ý ở đây mình đang giải thích cái câu hỏi là giữa mà dọn là chiếc Everest Thái đó, Everest Thái với lại mua chiếc xe Việt Nam mới bán mua, thì thật sự anh em nào đang sở hữu Alac Thái thì anh em cứ giữ lại sơn dọn mới chạy đẹp lắm anh em, rất là đẹp luôn. Mình là mình cực kỳ ghiền Alac, nếu mà anh em nào để ý mấy cái clip trước của mình đã nói rồi đó, mình rất là thích Alac, thật sự là vậy. Hồi xưa mình cũng có chiếc Alac Thái mà đó, giờ vẫn còn nằm đâu trên lầu á đó, mình rã ra mình ấy hết rồi đó. Rồi còn quên nữa, còn xương sao đúng rồi. Thì đó, thì anh em thấy những cái đồ qua năm tháng, anh em thấy bát bọng đồ 10 năm rồi chứ gì nữa, vẫn là còn cứng chắc lắm anh em đó. Mở ra sơn dọn lại đi, dàn tem zin nha, tem phải dàn tem zin nha. Đặc biệt cái xe của em này là đang sở hữu là cái tem là cái đời là đời BO nữa, black and orange đó, là của năm 2009 2010 á đó, thì nó rất là giá trị đó, nên là mình quyết định là em đó quyết định là thôi, ba sẵn ba em cũng nói là phải dọn lại thì sơn dọn lại hết nguyên chiếc luôn đó. Anh em thấy không, tàu Thái á, những cái nhàm những cái phe này nó không bao giờ mà nó hư mà tàu lao đó anh em đó. Có cái chỗ này là do chắc là do siết cái cản cứng, siết mạnh tay quá nè, cứng bể đó, chỉ vậy thôi. Rồi đang rã ra sẽ phục hồi nguyên chiếc lại đó. Rồi ok, thì đây sẵn giới thiệu anh em, mình vẫn còn đang bán SH 350 nha đó. Xe màu đen là có em trai ở là Cần Thơ cọc rồi, xe màu trắng thì chưa có chủ đó. Mình bên mình là full màu, lúc nào cũng có hàng sẵn hết, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho bên mình đó. Rồi đây Alac, cái đi lăng đã rút xong cái đuôi rồi kìa, mời anh em tham khảo thêm một chút. Đây như anh em đã thấy rồi đó, điện câu rồi tùm lum hết, dơ quá rồi đó, mày phải mở ra vệ sinh hết lại từ đầu. Anh em nghĩ chiếc xe mà để vậy thì biết chắc 10 năm không có rửa, không có rửa tới trước ở trong đó. Đồng hồ nè, nổ cái LCD nổ lên luôn rồi đó, nổ lên luôn, đổ keo lên luôn, ghê quá. Bây giờ sẽ sơn dọn lại nguyên chiếc. Rồi ok, thì bây giờ mời anh em vô xem cái clip rã cái đi lăng đó.
đó, trong nhà hết chỗ rồi ra đường rã luôn. Rồi ok. Rồi. À, sẵn giới thiệu luôn, có chiếc 350 bị kẹt tay thắng. Thấy mình còn mở khuya nên ảnh hỏi có cứu ảnh được không? Mình cứu luôn. Đó, khuya 10 giờ mấy, 9:30 rồi. Anh em có nhu cầu thì cứ vẫn làm bình thường đó. Đặc biệt là những cái trường hợp mà anh em mà giữa đêm như thế này thì thôi, vẫn cứ mặc dù không có thời gian nhiều nhưng mà vẫn làm cho anh em hết đầy đủ. Rồi ok. Rồi, mời anh em vô xem clip tiếp theo là rã cái đi lăng ra chi tiết. Ok anh em.